Cuộc chiến không giới tuyến, Trung bị thương, được Phương cứu sống. Trong chuyến truy quét tội phạm vùng biên, Trung đã một mình lần theo dấu vết và bám đuổi tên đầu sỏ đang ôm túi hàng chạy trốn. Thì bất ngờ anh bị bọn chúng chống trả quyết liệt. Trung bị trúng một phát đạn vào chân, nằm quằn quại. Trung ngất lịm đi thì một may mắn ập tới. Phương đang trên đường đi hái thuốc thì bất ngờ bắt gặp và ra sức cứu chữa cho Trung thoát chết. Tất cả nghe lệnh, tuyệt đối không để cho một tên nào chạy thoát. Tiếng Trung rõ ràng, toàn bộ tỏa ra truy đuổi nhóm tội phạm đang vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Đây là một vụ án lớn mà Trung đã chỉ huy toàn bộ lực lượng theo dõi và mai phục đã lâu. Chỉ cần tóm gọn bọn này sẽ bắt được tên đầu sỏ, dẹp bỏ được tệ nạn đang nhức nhối ở vùng biên này. Trung đứng trên cao quan sát thế trận. Anh phát hiện ra một tên đang ôm túi đồ chạy thoát theo hướng lên núi. Nhìn lực lượng của mình mỏng, ai cũng đang tác chiến, Trung quyết định sẽ tự mình bám theo tên đầu sỏ, có khả năng nó đã cầm toàn bộ hàng cấm. Trung lần theo dấu vết hắn vào rừng sâu, đợi hắn sơ hở sẽ ra tay, quan trọng là phải bắt sống được hắn. Giơ tay lên, bỏ túi đồ xuống, Trung chĩa súng về người hắn. Tên kia từ từ hạ túi đồ xuống rồi giơ tay lên cao. Trung tiến đến gần, bỗng đoàng, Trung ngã xuống đau đớn quằn quại ôm lấy chân, một quả lựu đạn khói nghi ngút. Tên kia đã bỏ chạy. Từ xa kia, Đoàn đang nhếch mép cười, thì ra hắn đã theo gót lô hàng của mình và khi thấy Trung sắp bắt được, hắn đã ra tay. Trung của quảng lấy chiếc đàm ra alo thì không có ai trả lời, thì ra anh đã theo gót hắn quá xa, không còn liên lạc được nữa. Trung rút vội điện thoại ra thì tín hiệu cũng không còn vì đang ở trong vùng sâu mất sóng. Trung đau đớn ôm vết thương chảy máu quá nhiều, anh xé chiếc áo quấn lại vết thương rồi dùng hai tay lê người đi rồi đổ gục xuống ngất lịm. Phương đang lúi húi hái từng ngọn lá thuốc rừng thì bất ngờ cô phát hiện ra vết máu. Phương hốt hoảng lần theo dấu vết thì trước mặt là Trung đang nằm ngất lịm. Anh Trung, anh bị làm sao thế? Phương xả xuống ôm lấy Trung, kiểm tra hơi thở đang yếu ớt. Phương nhanh chóng lấy một ít nước suối rồi lấy khăn lau vết thương. Đoạn cô nhai một nhúm lá rừng trong giỏ rồi đắp lên vết thương để cầm máu. Phương vắt từng ngụm nước trên khăn vào miệng đang khô khốc của Trung. Trung từ từ mở mắt lại, nhìn xung quanh đầy choáng váng và mơ hồ. Là cô sao? Hắn đâu rồi? Trung lồm cồm bò dậy. Ai? Tên tội phạm ôm hàng đó. Nó đã chạy rồi, anh đang bị thương đây này. Trung ngã quỵ xuống vì đau đớn. Anh Trung! Anh Trung! Tiếng Hưng vang lên. Anh Trung đang ở đây! Phương hét lên đầy mừng rỡ. Hưng đã cùng anh em đi tìm đồn trưởng từ sáng tới giờ. Vậy là may mắn Trung đã được gặp Phương kịp thời cứu anh thoát khỏi cái chết. Hưng cõng Trung quay trở về đồn. Phía sau là Phương đang xách túi đồ đi theo.